Vào chiều ngày 21 tháng 10, với sự tán thành của 440 đại biểu có mặt, đồng chí Lương Cường đã được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đúng 16 giờ 40 phút ngày 21 tháng 10, tân Chủ tịch nước Lương Cường bước lên bục và thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Lương Cường, xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tóm tắt tiểu sử đồng chí Lương Cường. Họ và tên: Lương Cường, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, quê quán phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Lý luận chính trị: cao cấp, ngày vào Đảng, tháng 7 năm 1978. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Thường trực Ban Bí thư khóa 13. Tóm tắt quá trình công tác: tháng 2 năm 1975, tham gia quân đội. Từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 3 năm 2026, Phó Tư lệnh về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2, được phong thiếu tướng tháng 2 năm 2026. Từ tháng 4 năm 2026 đến tháng 12 năm 2007, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2, thiếu tướng. Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 5 năm 2011, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, tháng 1 năm 2011, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3, được phong Trung tướng tháng 8 năm 2019. Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, được phong Thượng tướng tháng 12 năm 2014. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng. Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, được phong Đại tướng tháng 1 năm 2019, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2024, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 15, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, được nâng lương Đại tướng tháng 1 năm 2023. Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Từ tháng 5 năm 2024 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ ngày 21 tháng 10 năm 2024, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.